Hoa Trinh xin chào quý vị, xin mời quý vị cùng đến với bản tin Today Live ngày 19 tháng 12. Today Live sẽ cập nhật thường xuyên đến quý vị những thông tin bổ ích trong mọi mặt của đời sống thường ngày, từ mua sắm, tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe đến vui chơi giải trí và du lịch. Ngày hôm nay thì với chủ đề đầu tư, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý như sau. Việt Nam tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. 44% lãnh đạo doanh nghiệp APEC chọn Việt Nam để đầu tư. Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng biến đổi khí hậu. Vừa qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp ông Timothy Gaffer, Chủ tịch Quỹ đầu tư Warburg Pincus và ông Chris Helzer, Phó Chủ tịch Phụ trách Thương mại Toàn cầu và Quan hệ Chính phủ của tập đoàn Nike Hoa Kỳ. Tại buổi tiếp, cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Chủ tịch Quỹ đầu tư Warburg Pincus đánh giá cao các thành công của Việt Nam trong cải cách kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp. Ông Timothy Geithner khẳng định Việt Nam là thị trường quan trọng chiến lược thứ hai của quỹ tại châu Á-Thái Bình Dương. Trong 6 năm qua, quỹ đã đầu tư 1,27 tỷ đô la cho 5 dự án tại Việt Nam, chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực như tiêu dùng, bất động sản, ngân hàng và logistics, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Phụ trách Thương mại Toàn cầu và Quan hệ Chính phủ của tập đoàn Nike Chris Helzer khẳng định Việt Nam là thị trường quan trọng của Nike và năm 2020, Nike sẽ kỷ niệm 25 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam. Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho rằng các hoạt động của tập đoàn không chỉ đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam mà cả công tác an sinh xã hội và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực da giày. Trong số các lãnh đạo doanh nghiệp APEC đang hiện diện tại Việt Nam, thì 44% cho biết có kế hoạch tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong năm tới. Đây là thông tin trong báo cáo kinh doanh xuyên lãnh thổ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2019-2020 vừa được PricewaterhouseCoopers, công ty kiểm toán hàng đầu thế giới, công bố. Điều này giúp cho Việt Nam chúng ta tiếp tục là điểm thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu. Mức độ tự tin về tăng trưởng doanh thu của các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam đạt mức cao nhất 5 năm qua, với 49% trả lời rất lạc quan về tăng trưởng doanh thu trong năm tiếp theo, so với chỉ số trung bình trong khối APEC là 34%. Kết quả khảo sát cho thấy các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam có mức độ ưu tiên đáng kể tới phát triển công nghệ, cũng như trang bị nguồn nhân lực những kỹ năng cần thiết để doanh nghiệp duy trì năng lực cạnh tranh trên thị trường. Điều này cũng phù hợp với xu thế trên toàn cầu hiện nay. Khoảng 80% các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam nhìn nhận phát triển công nghệ là ưu tiên chiến lược. Đây là tín hiệu khả quan khi đa số các lãnh đạo có kế hoạch tăng phân bổ ngân sách, đặc biệt cho tích hợp dữ liệu và hệ thống, cũng như đẩy mạnh phát triển các kỹ năng số trong 2 năm tới. Bạn có mong muốn nâng cao sức khỏe, tích lũy tài sản, đầu tư cho tương lai con cái, tận hưởng cuộc sống thảnh thơi khi về hưu? Bạn đã có kế hoạch cụ thể để đạt được các mong muốn đó hay chưa? Phú Hưng Life mang đến giải pháp tài chính phù hợp và hiệu quả cho mọi giai đoạn cuộc sống. Phú Hưng Life đồng hành cùng bạn hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Do hàng loạt chi phí đầu vào tăng mạnh nên dù doanh thu bán điện năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đạt gần 333.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017, nhưng lợi nhuận của EVN chỉ đạt 698,7 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2018 là 0,47%. Tại buổi công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN ngày 18 tháng 12, Cục trưởng Điều tiết Điện lực cho hay, với hơn 698 tỷ đồng, nếu tính theo với chủ sở hữu của EVN, đây là mức lợi nhuận rất thấp, chỉ tương ứng tỷ suất lợi nhuận 0,47%. Tuy nhiên, theo đại diện Cục Điều tiết Điện lực, sở dĩ EVN có lợi nhuận là năm 2018, không điều chỉnh giá điện, nên hai khoản chênh lệch tỷ giá của năm 2015 và 2017, với tổng giá trị hơn 3.090 tỷ đồng, vẫn được treo lại và chưa tính vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2018. Cũng theo đại diện Cục Điều tiết Điện lực, với chi phí sản xuất điện hiện nay, mỗi kWh làm ra, EVN có mức lãi 4 đồng trên 1 kWh. Vì vậy, nếu phải huy động thêm nguồn điện dầu, thì tình hình tài chính của EVN về lâu dài sẽ rất khó khăn. Từ nay đến năm 2025, dự báo Việt Nam sẽ phải đối mặt với việc thiếu 7-8 tỷ kWh mỗi năm.
Vào ngày hôm qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết 120 và Chỉ thị 23 của Chính phủ về việc phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại đây, thì các định hướng lớn trong quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nhiều vấn đề đang rất được các chuyên gia trong nước, quốc tế cũng như các bộ ngành địa phương quan tâm. Hội nghị đã xem xét việc thành lập hội đồng điều phối vùng, xem xét một khoản vay hỗ trợ chính sách cho vùng đồng bằng sông Cửu Long khoảng 1,05 tỷ đô la Mỹ từ World Bank, đồng thời đề ra các giải pháp, phương pháp lập quy hoạch cũng như xây dựng mô hình liên kết vùng mang tính lâu dài. Theo chuyên gia tư vấn cấp cao tổ chức Royal Haas Koning DSV, ông Martin Van Eswick cho biết, đồng bằng sông Cửu Long cần được đầu tư nguồn vốn vào hệ thống nguồn nước ngọt tự nhiên, đảm bảo giữ lại nguồn nước ngọt ở hai dòng sông chính, đầu tư nguồn tài chính vào chuỗi phát triển cũng như giáo dục. Nguồn vốn 1,05 tỷ đô la Mỹ sẽ được đưa vào nguồn đầu tư công trung hạn trong thời gian tới. World Bank cũng mong rằng đồng bằng sông Cửu Long sẽ là điển hình tốt để World Bank có thể triển khai ở nhiều địa phương khác tại Việt Nam. Những thông tin xung quanh chủ đề đầu tư cũng đã khép lại phần cập nhật tin tức của chúng tôi. Today Live sẽ còn mang đến thông tin hấp dẫn khác ở phần tiêu điểm. Bạn có mong muốn nâng cao sức khỏe, tích lũy tài sản, đầu tư cho tương lai con cái, tận hưởng cuộc sống thảnh thơi khi về hưu? Bạn đã có kế hoạch cụ thể để đạt được các mong muốn đó hay chưa? Phú Hưng Life mang đến giải pháp tài chính phù hợp và hiệu quả cho mọi giai đoạn cuộc sống. Phú Hưng Life đồng hành cùng bạn hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngày nay, thế hệ trẻ em Việt Nam đang ngày càng phát triển toàn diện và rất tài năng. Cùng với sự phát triển của nền giáo dục, đầu tư tương lai cho con là một trong những phương pháp giúp ươm mầm tài năng được nhiều gia đình lựa chọn. Nhờ chủ động được nguồn tài chính, các gia đình sớm đồng hành cùng con trẻ, giúp các em có một tương lai rộng mở và tươi sáng hơn. Con trẻ là món quà tuyệt vời nhất của những mái ấm gia đình. Nụ cười, sự lớn khôn của các con chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của những bậc làm cha mẹ. Thế nhưng, trước sự phát triển của thời đại, những bộn bề của cuộc sống khiến cho quỹ thời gian mà các gia đình dành cho con dần dần ít đi. Để con lớn khôn, cha mẹ nên dành nhiều thời gian cho trẻ, giúp con chuẩn bị hành trang vào đời, đồng hành cùng con trong việc định hướng tương lai. Được trở thành một họa sĩ. Con lớn lên cho sẽ làm cô giáo. Ước mơ muốn trở thành diễn viên. Tình yêu thương và môi trường học tập là điều kiện giúp trẻ phát triển về nhân cách và bồi dưỡng về tâm hồn. Trong thời điểm vàng của thời ấu thơ, cha mẹ cần phát hiện sớm năng khiếu của con để tạo sức bật giúp con trẻ vươn xa. Theo tôi thì cái đứa trẻ tài năng là các cháu phải có một cái đam mê, tức là cái rất là mong muốn học hỏi một cái gì đấy mà say mê, thích thú làm, thích thú học, thích thú tìm hiểu. Cái đấy là cái động lực lớn nhất tôi thấy là để các cháu nó trở thành đứa trẻ tài năng. Vấn đề đầu tư cho trẻ những điều kiện tốt nhất để phát triển đang được rất nhiều phụ huynh quan tâm. Các bậc làm cha mẹ đã ra sức làm việc và tích lũy, nâng bước chân con trong những chặng đường đời, đồng thời nuôi dưỡng năng khiếu, tài năng cho trẻ. Điều kiện hoàn cảnh của mỗi gia đình khác nhau. Thế cũng bản thân tôi thì cũng không phải là người mà có những cái giai đoạn cũng rất là khó khăn, mình không phải sẵn cái nguồn tài chính để lo cho con cái chặng đường dài. Tuy nhiên thì mình sẽ chia ra thành các cái bước nhỏ, bước ngắn hạn. Thế và mình sẽ tìm cái cách nào tốt nhất để mà vừa nuôi dưỡng được cái tài năng của con mà vừa cái chi phí tài chính của gia đình nó không quá nhiều. Thế cũng như là tôi khuyến khích cháu là nên tự học là nhiều. Tiếp cận với bộ môn nghệ thuật vẽ tranh từ năm 4 tuổi, em Hiếu Ngân đã đạt được những tiến bộ vượt bậc so với độ tuổi của mình. 10 năm vẽ tranh, cô bé 14 tuổi này đã mở một cuộc triển lãm với chủ đề Nghệ thuật và cuộc sống qua đôi mắt trẻ thơ, được sự quan tâm của nhiều báo đài và người yêu tranh. Số tiền đấu giá tại triển lãm, Hiếu Ngân dùng để quyên góp cho trẻ em nghèo miền núi. Con bắt đầu cái việc vẽ tranh này chắc cũng khoảng từ rất là bé, hồi còn khoảng 4-5 tuổi gì đấy, thì cái lúc đấy là con vẽ cũng chỉ giống như là để biết thêm một cái bộ môn mới để mình có thể trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà sau này thì con mới thấy là con cảm giác con yêu cái việc vẽ tranh này và con thấy thoải mái khi vẽ
sau khi bán những bức tranh đấy đi thì con tính là sẽ lấy cái số tiền đấy có thể quyên góp cho những nơi kiểu vùng đồng bào nghèo lánh hay gì. Tại vì hồi xưa là con hay đi với mẹ con lên những vùng núi cao để làm từ thiện hay là thiện nguyện gì đấy, thì con cũng mong là mình có thể đóng góp được một phần nào đó để giúp đỡ những người đó. Trẻ em ngày nay cần được định hướng phát triển nhiều kỹ năng sống, trau dồi năng khiếu hay sinh hoạt nghệ thuật cùng bè bạn. Thế nhưng không phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện đầu tư cho sự phát triển toàn diện ấy. Điều đáng buồn chính là nỗi lo cơm áo đã không may làm cho bức tranh tuổi thơ của con trẻ thiếu đi những màu sắc mới lạ. Xác định đầu tư tài chính cho con là việc làm cần thiết, nên nhiều gia đình Việt đã chủ động các khoản tài chính học đường ngay từ rất sớm. Bởi khi bước sang tuổi 18, các em sẽ bước chân vào giảng đường đại học và tự xây dựng tương lai theo cách của mình. Thế nên sớm đầu tư tương lai chính là cách tạo ra bệ phóng tốt nhất cho con em mình. Hiện có nhiều cách để tích lũy vốn cho tương lai học đường, trong số đó là tham gia bảo hiểm. Công ty cổ phần bảo hiểm Nhân Thọ Phú Hưng, Phú Hưng Life mang đến một giải pháp tài chính hấp dẫn mang tên Phú Hưng Trí Việt. Với những khoản hỗ trợ học tập và khen thưởng sẽ khích lệ tinh thần cho con em trong hành trình chinh phục tương lai. Đây là hành trình tiết kiệm tài chính dài hạn, theo sát quá trình lớn lên của con đến lúc con trưởng thành và mang lại quyền lợi bảo vệ tối ưu trước những rủi ro không mong muốn, giúp gia đình Việt vững vàng nâng bước tương lai cho con yêu của mình. Quý vị đừng vội chuyển kênh nhé, vì chúng tôi sẽ còn quay trở lại với chuyên mục Góc Chia Sẻ. Bạn có mong muốn nâng cao sức khỏe, tích lũy tài sản, đầu tư cho tương lai con cái, tận hưởng cuộc sống thảnh thơi khi về hưu? Bạn đã có kế hoạch cụ thể để đạt được các mong muốn đó hay chưa? Phú Hưng Life mang đến giải pháp tài chính phù hợp và hiệu quả cho mọi giai đoạn cuộc sống. Phú Hưng Life đồng hành cùng bạn hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo quy định, khung giá đất mà chính phủ ban hành làm cơ sở để các địa phương ban hành bảng giá đất trong giai đoạn 2014 đến năm 2019 sẽ hết hạn vào cuối tháng 12 tới. Trong bối cảnh chính phủ chuẩn bị ban hành khung giá đất mới cho giai đoạn năm 2020 đến 2024, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORIA đã chỉ ra nhiều bất cập trong việc áp dụng khung giá đất, bảng giá đất ở các địa phương thời gian qua và kiến nghị một số đề xuất. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HORIA xung quanh nội dung này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, theo nhận định của HORIA thì hiện nay cái việc áp dụng khung giá đất cũng như là ban hành cái bảng giá đất của các địa phương trên thị trường hiện nay thì đang có những cái bất cập như thế nào? Hiện nay chúng ta biết rằng là khung giá đất, bảng giá đất mặc dù đã được điều chỉnh bằng hệ số sử dụng đất nhưng vẫn không đảm bảo được cái nguyên tắc giá đất là phù hợp với giá thị trường. Cho nên nó dẫn đến một cái thực tế là phổ biến giá đất ở các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương chỉ có cái giá trị khoảng từ 30 đến 50% giá đất trên thị trường mà thôi. Đây là cái bất cập theo cái cơ chế mà ban hành khung giá đất, bảng giá đất. Cái thứ hai là theo quy định của pháp luật đất đai thì chính quyền các địa phương được xác định giá đất cao nhất trong bảng giá đất là cao hơn cái mức giá tối đa của khung giá đất nhưng mà không quá 30%. Nhưng mà có một số địa phương như là ngay thành phố Hồ Chí Minh thì cũng không có sử dụng cái thẩm quyền này. Nhưng mà trong quy định của pháp luật đất đai thì lại không cho phép chính quyền cấp tỉnh lại được xác định giá đất tối thiểu của bảng giá đất là dưới cái mức giá tối thiểu, không có quy định này. Chẳng hạn như tại thành phố Hồ Chí Minh thì nó dẫn tới một cái thực tế, đó là một số vị trí nhà ở trong hẻm sâu khi mà nộp tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền nhiều hơn so với trường hợp tương tự của năm 2014 trở về trước. Thưa ông, như vậy nhìn một cách tổng thể có thể thấy rằng là cái việc ban hành bảng giá đất hiện nay của các địa phương thì không sát với cái giá của thực tế của thị trường. Vậy thì cái việc mà không sát với giá thực tế thị trường này thì theo ông thì nó để lại những cái tác động như thế nào cho nền kinh tế? Khi mà chúng ta xác định cái giá đất nó không đảm bảo cái yếu tố thị trường thì rõ ràng nó dẫn tới việc mà hình thành một cái khoảng mà chúng ta gọi là cái chênh lệch địa tô, một cái khoảng chênh lệch giá mà do cái việc xác định giá đất nó chưa phù hợp với giá thị trường
và điều đó nó dẫn tới cái chuyện mà thiếu công bằng trong xã hội, và nó cũng là một cái nguyên nhân dẫn tới cái nguồn thu ngân sách nhà nước là nó chưa phản ánh được đúng cái giá trị cần thiết. Dạ vâng, rất cảm ơn về những thông tin chia sẻ vừa rồi. Chuyên mục góc chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin Today Live ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.